chào mọi người đã quay trở lại với kênh của Hoàng Tâm và xem những video về giới thiệu xe cũng như bàn giao xe nha. Hôm nay thì là em rất là vui vì đã hoàn thành xong cái nhiệm vụ đưa cái con xe SRM X30 phiên bản là 2 chỗ về cho gia đình của anh Nhân tại Bến Tre, là quê hương của em. Thì đây là một trong những vị khách hàng mà hồi trước em đã có nhá hàng cho anh em xem, là cái lý do mà tại sao mà anh khách hàng của em lại quyết định lựa chọn cái dòng SRM V2 Sevan này để về chạy hàng cũng như là phục vụ công việc của ảnh. Cũng như là trong cái video này em sẽ báo giá luôn cho anh quý anh chị để anh chị có thể biết được cái giá con xe này, nếu mà ra lăn bánh luôn giấy tờ là bao nhiêu, cũng như là cái số tiền mà anh chị trả trước nếu mà anh chị mua qua ngân hàng thì nó sẽ là tối thiểu là bao nhiêu nha. Đó thì vào đầu tuần sau là bên em sẽ tiến hành giải ngân và sẽ tiến hành bàn giao cho khách hàng luôn đó. Đây là con xe của anh Nhân với cái tải trọng cho phép là 930 kg. Đối với dòng xe SRM Sevan đó, chúng ta sẽ có hai phiên bản là 2 chỗ và 5 chỗ ha, 2 chỗ và 5 chỗ. Anh chị nào mà chuyên chở hàng chúng ta lấy 2 chỗ, anh chị nào mà chuyên đi hàng công trình chở nhiều lính để có thể lắp những cái công trình dân dụng này kia, chúng ta đi lấy phiên bản 5 chỗ là hợp vừa đủ luôn. Đó, nói về có vấn đề màu thì chúng ta có thể lựa chọn được rất là nhiều màu, anh chị nó không giới hạn màu luôn, cho nên là anh chị thoải mái lựa chọn màu nha. Đó, con xe của anh Nhân lựa chọn là con xe 2 chỗ để ảnh mua xe về là để ảnh chở những mặt hàng nông sản như là chanh tắc này kia thì kiểu vậy. Thì em xin được chia sẻ một xíu về cái cơ duyên mà anh Nhân quyết định lựa chọn em này, là hồi trước anh Nhân ảnh có sở hữu một em xe ba gác, theo ảnh tâm sự nha, theo một con xe ba gác nhưng mà xe không giấy, cho nên là đi qua những các tỉnh đó, công an nó bắt rất là nhiều, mà bắt một hai lần không nói, nhưng mà mỗi lần ra đường, mỗi lần bắt, mỗi lần tốn tiền vài trăm, 500, 600, 700, 800 này kia nó suốt luôn. Thì về lâu về dài thì coi như là giống như là tiền lời bao nhiêu là nó chôn vốn vô là công an, cho công an ăn hết rồi. Cho nên chúng ta bắt buộc là phải sở hữu một em xe nó hợp chuẩn hợp lệ, mà để ra đường chúng ta cũng có thể dễ dàng kinh doanh hơn và không phải gọi là nhưng hẳn là tốn tiền ngu á. Đó, đây thì cái con xe này nó sẽ rất là phù hợp cho anh luôn. Và đối với cái dòng này thì cái mức giá của nó chỉ chưa tới 300 triệu, nó sẽ lăn quanh tầm 260 triệu là lăn bánh được rồi anh chị nha. Đó, và trong cái thời điểm tháng 12 này thì đối với nhà nước á, là đã được khuyến mãi cho chúng ta là 50% hết đất bạc đó. Còn dòng xe riêng cái nhà máy Scenery SRM nè, nó có khuyến mãi thêm 50% nữa, có nghĩa là khi anh chị mua cái thời điểm cuối tháng 12 này á, chúng ta được hưởng trọn gói 100% hết đất bạc luôn. Tuyệt vời không, giá rất là sát, rất là ưu đãi luôn, nó rất là cạnh tranh. Anh chị thấy cái kiểu thiết kế con xe này như thế nào đó, thiết kế một con xe van tầm giá dưới 300 triệu được bảo hành 5 năm 150.000 cây đó anh chị thấy. Nhưng mà chúng ta lại sở hữu ngay một kiểu thiết kế rất là sang trọng như xe hơi luôn ha, kiểu thiết kế của nhà BMW là hai cái lỗ hốc gió đây, và cái sự cải tiến đến từ nhà Scenery SRM là sử dụng đèn bi ha, đèn bi tăng khả năng chiếu sáng, giờ giảm độ chói khi mà chúng ta đi ngược chiều nữa. Nó cực kỳ đẹp luôn, cái biển số anh lấy cũng đẹp nữa, cái đuôi là đuôi 54 là đuôi 9 nút ha, đuôi 9 nút đó. Xe này chỉ cho bên em đang chuẩn bị sắp xếp cho thợ lắp thêm phụ kiện nữa là camera hành trình cũng như là làm thêm cách nhiệt cho khách hàng nữa là chúng ta sẽ tiến hành bàn giao được rồi đó. Con xe này thì hiện tại nó là mang cho mình một cái bộ dung tích xi lanh của nó là 1.5 nha anh chị nha đó. Công nghệ của Ý đó, tải trọng là 930 kg, xác xe tấn 2, tổng tải là 2 tấn 3 ha. Vỏ sử dụng là vỏ Kasumina, vỏ trước vỏ sau đồng nhau nha anh chị nha đó. Và em này là chạy xăng nha, em này là chạy xăng, xe van dưới 1 tấn là toàn bộ là chạy xăng hết, Kenbo, Chiến Thắng, SRM rồi xe của Thaco hay là tất cả những dòng xe nào mà dưới 1 tấn ở thị trường Việt Nam mình đều là sử dụng xe xăng hết. Đây là cái phần nội thất xe, cái phần phía sau thùng xe thì anh chị thấy là cái sàn của chúng ta nó rất là dài nha anh chị nha, nó được làm bằng inox 5 vân dập lá me, có thêm một cái lớp lót bằng ni lông này nè, mũ vậy đó, màu xanh. Rồi khi nào mà anh chị xài lâu rồi nó tróc cái phần mũ này ra, chúng ta mới lộ ra cái lớp lớp sàn đó.
đó. À, anh chị thấy không, nó mí cái mí sàn này nó uống tới đây luôn không, nó uống xuống là ngay hay gì cái miếng inox của chúng ta nó đưa ra đúng không, rồi ở khúc này nó lội khung sườn ra không, nhưng mà sau này là nhà máy họ làm uống luôn, rất là đẹp chỉnh chu ha. Đó, đi cửa lùa bình thường nha, cơ bản thôi, con xe tầm giá dưới 300 triệu mà. Chừng nào chúng ta mua những dòng xe lớn hơn như là xe Grab hay là Solati này kia thì chúng ta mới có những cái gói độ theo xe nữa, nhưng mà những con xe này vừa phải rồi, để chủ yếu là cài tiền thôi. À, ngày xưa nếu mà anh chị nào mà đã sử dụng xe van SRM rồi, anh chị có biết là cái vách nhăn của nó được làm bằng những thanh inox, thì cái độ máy lạnh đó, nó sẽ phà vô cái hàng phía sau thì cái độ làm lạnh nó sẽ không nhiều, nhưng mà khi mà nhà máy cho ra cái phiên bản vách ngăn này á, nó đổi hẳn luôn vách ngăn, thì cái toàn bộ cái hơi máy lạnh á, nó được tích hợp và nó được nằm ở khoang trên thôi, cho nên là người ngồi ở phía trong á, họ cảm nhận rất là rõ được cái độ lạnh tuyệt đối luôn. Tuyệt vời ha. Ở tầng trên chúng ta cũng có đèn đốm các thứ á. Đó, chúng ta đi bốc hàng ban đêm cũng dễ nữa. Nghe anh tâm sự thấy mình thấy cũng thương đồng hương mình mà mua con xe ba gác và về công an bắt hoài, và mua con này về hả là có thể đi được nhiều hơn, đi được xa hơn, lấy hàng ở những chỗ nào mối này kia đó, thì đó là một cái tín hiệu rất là mừng. Khách hàng vừa có trong một con xe nó khởi nghiệp, mình vừa có thêm một khách hàng, vừa có thêm một cái gọi là nó thằng danh số này kia, nói chung là cũng vui ha, rất là có duyên dòng xe SRM ha. Đó, ở đây có mấy cái cảm biến nè, tại vì biết sao, tại vì nó có tích hợp luôn cái cam lùi nha chị nha. Đó, đèn đốm các thứ, xe vừa phải. Con này anh chị ra ngoài đường ở khu vực thành phố, những khu vực thành phố lớn á, anh chị hay thấy có mấy dòng xe van này đó, nó nhỏ gọn, cái lùn lách dễ, nó không quá cao nữa, nó cũng không quá cao mà nó cũng không quá nhỏ, nhìn vừa mắt. Màu thì thoải mái nha anh chị nha, màu thoải mái lựa chọn, chạy tầm 3 năm 7 năm gì đó chúng ta đổi xe khác là vừa. Rồi thì em xin được tóm gọn lại một xíu về cái con xe này để cho anh chị nắm, để cũng như thì con xe này hiện tại là cái mức giá của nó là nó chỉ loanh quanh tầm 260 triệu là chúng ta đã có thể lăn bánh được em này rồi. Anh chị mua vào tháng 12 2023 là những ngày cuối cùng, thì bên em sẽ hỗ trợ chạy thuế cho anh chị và lấy được mức giá đó. Rồi qua cái tháng 1 2024 á, tùy theo cái chương trình của nhà máy nó có khuyến mãi thế được bạ hay không, nhưng mà em vẫn nói là nó sẽ nhà nước là sẽ hết trước bạ lên chị nha, nó hết chương trình khuyến mãi rồi, còn lại nhà máy thôi. Nếu mà giữ lắm này có thể là khoảng khuyến mãi 50% mà giữ lắm à, còn không mấy là chúng ta là không có luôn, giá nó sẽ đậu lên khá là cao, cho nên là đây là cái thời điểm mà anh chị mua xe giá rẻ nhất nè. Và cái số tiền mà anh chị mua xe trả góp là chuẩn bị dùm em là từ 60 đến 80 triệu. 60 là anh chị vay ở mức độ là 80%, lại có nguồn thu này kia rõ ràng, thì chúng ta chứng minh được bằng giấy tờ, bằng cửa hàng, bằng sao kê này kia, thì chúng ta vay ở mức độ 80% bên chỗ công ty tài chính dắt. Còn anh chị nào mà không có một cái nguồn thu gì luôn, chúng ta chỉ có tiền thôi, thì anh chị vay ở mức độ là 75%, thì chúng ta sẽ không cần phải chứng minh thu nhập gì cả, nhưng mà chúng ta phải trả tiền cao hơn. Nói chung là loanh quanh dưới 80 và chúng ta lấy được xe đây rồi đó. Còn lại thì cái vấn đề hỗ trợ hồ sơ bên em sẽ cố gắng làm sao mà gọi là bao đậu hồ sơ cho anh chị luôn, yêu cầu là đừng bị nợ xấu nó quá thôi đó. Còn lại bên em sẽ cố gắng tìm hướng cách giải quyết như thế nào đó để cho anh chị lấy được con xe đứng chính chủ luôn, hoặc là chúng ta có thể vay qua các công ty cho thuê tài chính này kia, số tiền nó trả trước thấp hơn. Thì cái đó thì em sẽ tư vấn cái sau đi ha, nếu là ngân hàng nó hoài nó không hết đâu đó. Rồi thì video cũng khá là dài rồi, hy vọng sẽ được mọi người ủng hộ và cũng như là để lại một cái lời chúc cho anh Nhân, anh khách hàng của em sau khi nhận xe nó được thuận lợi hơn và có những cái sự thay đổi rõ trong công việc cũng như là trong cuộc sống hàng ngày ha. Rồi chào mọi người nha.